Các công nghệ như băng thông rộng, mạng xã hội và di động đang làm môi trường kinh doanh tại châu Á, Thái Bình Dương chuyển đổi nhanh chóng. Cùng với đó, công nghệ điện toán đám mây không còn là giải pháp quá xa lạ với doanh nghiệp để có thể nắm bắt những thay đổi này. Tại hội nghị về giải pháp ứng dụng trên điện toán đám mây do SAP tổ chức hôm ngày 14 tháng 11, các chuyên gia cho rằng việc ứng dụng điện toán đám mây tại doanh nghiệp đang ngày càng linh hoạt và với chi phí hợp lý hơn. Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể bắt đầu từ việc chuyển các quy trình như quản lý khách hàng, nhân sự và chuỗi cung ứng lên nền điện toán đám mây trước tiên. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nếu tôi phải chọn 2 hoặc 3 quy trình, thì đầu tiên nên chuyển sang công nghệ điện toán đám mây. Đầu tiên là hệ thống quản lý tương tác với khách hàng để có thể giữ chân khách hàng, khuyến khích họ chi tiêu thêm dịch vụ của mình, đồng thời phát triển khách hàng mới. Thứ hai là hệ thống quản lý nhân sự nhằm đào tạo nhân sự, giữ chân nhân tài. Thứ ba là chuỗi cung ứng để đảm bảo nó làm việc hiệu quả. Tại hội nghị, SAP cũng đã giới thiệu 3 giải pháp nổi bật như Hybrid Omnicommerce, quản lý toàn diện các kênh tương tác với khách hàng, SuccessFactors, tối ưu hóa công tác nhân sự và mạng lưới Ariba, nền tảng đa doanh nghiệp, kết nối B2B và tự động hóa các quy trình. Hiện nay đã có hơn 600 tỷ đô la Mỹ giao dịch được thực hiện qua hệ thống mạng điện toán đám mây của SAP với 33 triệu người sử dụng.